quân cảng Đông Hải, thành phố Hải Phòng. Tết này, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2007, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ có một hải trình trực sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển phía Đông Bắc dài hơn một tháng. Yêu cầu các đồng chí trong thời gian tới, các đồng chí cố gắng rèn luyện thể lực, giữ sức khỏe để phục vụ nhiệm vụ. Vùng biển phía Đông Bắc mùa này nhiều sóng lớn, thời tiết lạnh buốt. Vì vậy, quan trọng nhất là cán bộ chiến sĩ phải bảo đảm một thể lực tốt để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất trên biển. Anh cứ yên tâm đi trực Tết nhé. Đây là cái Tết thứ tư, Thiếu tá Phạm Ánh Hoàng, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2007 đi làm nhiệm vụ và đón xuân trên sóng. Hành trang đặc biệt của anh là niềm tin, sự động viên trao gửi yêu thương từ hậu phương. Anh Phận cũng công tác ở đơn vị rất lâu rồi. Thế đợt này thì đi biển trong dịp Tết thì có mấy đồng chí chiến sĩ mới. Thế thì anh cũng quan tâm đến anh em. Thế còn thuyền trưởng chính trị viên cũng chú ý kiểm tra đơn vị thường xuyên nhé. Các đồng chí biết rồi, gió mùa Đông Bắc, sóng gió rất to mà hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái này chúng ta không thể chủ quan được. Luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Các đồng chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Quyết tâm. Mọi công tác chuẩn bị giao nhiệm vụ đã xong. Tàu Cảnh sát biển 2007 rời cảng lên đường. Anh tranh thủ lúc này mới có sóng, đi ra ngoài kia là không có sóng. Với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hữu Phận, điện trường tàu Cảnh sát biển 2007, chuyến đi là hải trình thứ 12, anh đón Tết ngoài khơi xa cùng đồng chí đồng đội. Bản thân luôn xác định rõ được nhiệm vụ và là vinh dự, là trách nhiệm của người quân nhân đối với Tổ quốc, với nhân dân. Trong chuyến biển dài ngày trực Tết thì bản thân luôn xác định tốt được cái nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao. Nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển dịp Tết rất quan trọng. Lực lượng tàu Cảnh sát biển 2007 sẽ bám biển, thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, ứng cứu, giúp đỡ ngư dân gặp nạn. Đồng thời duy trì nghiêm nhiệm vụ luyện tập sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Quá trình trực Tết thì ngoài những ngày sóng yên biển lặng thì cũng sẽ có những ngày sóng to gió lớn, biển động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trong những tình huống đấy thì tập thể cán bộ chiến sĩ luôn động viên nhau, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong những thời điểm như đấy thì tập thể tàu cố gắng phát huy hết trách nhiệm cá nhân vì nhiệm vụ chung của tàu. Trên sóng biển, cán bộ chiến sĩ cùng nhau tổ chức hoạt động chào xuân đón Tết. Hương vị Tết cổ truyền có đầy đủ cả. Không khí ấm cúng, vui tươi, không khác mấy trong đất liền. Người lính cảnh sát biển nào rồi cũng sẽ trải qua những giây phút này và mong muốn được đón xuân sẵn sàng chiến đấu trên biển, đồng hành cùng ngư dân, bảo vệ vùng biển đất nước được bình yên. Rất là vui mừng, phấn khởi và rất là tự hào về các đồng chí, đặc biệt là các cái đơn vị mà đã làm tốt cái nhiệm vụ mà canh trực trên các cái điểm đảo để cho đồng bào nhân dân cả nước là vui Tết đón xuân rất là vui vẻ. Tôi rất là phấn khởi. Xin chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam là năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục là đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt cùng với các cái đơn vị quyết tâm thi đua hăng hái, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như là nhiệm vụ của quân đội và nhân dân giao phó. Tết của những người lính cảnh sát biển là hướng ra biển lớn. Họ và gia đình sẽ ăn Tết sớm hơn hoặc muộn hơn những gia đình bình thường. Còn trong lúc giao thời thiêng liêng, các anh hành quân trên sóng, đứng gác trong gió, vững vàng giữa muôn trùng khơi để nhân dân bình yên vui xuân.